Rồi, chào mừng các bạn đến với kênh của Lê Bình Bình nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục công việc là bơm bóng bay thôi các em. Hôm nay chúng ta lại bơm một con cá. Con cá bông nha các em. Đây là con cá rô phi rất là đẹp các em ơi. Rồi, chúng ta bắt đầu vào công việc thôi. Wow, đây là chúng ta đã bơm được một con cá rô phi rất là đẹp rồi các em. Cá rô phi nó có mấy màu thôi các em. Đây là màu vàng này, đây là màu xanh này, đây là màu đỏ, rất đẹp. Bây giờ chúng ta cột ra thôi. Rồi, thế là chúng ta đã có một cá rô phi rất là đẹp các em. Wow, đẹp các em ơi. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục một công việc thôi. Chúng ta lại tiếp tục đường con cá rồi, con cá rô phi rồi các em. Phiêu, là chúng ta lại được một em nữa rồi. Và wow, ở đây chúng ta có được hai quả bông bóng rất là đẹp luôn các em. Hai quả bông bóng đẹp các em ơi.